Tiếp theo ta đến với câu hỏi sau đây. Để đề bài cho chúng ta một cái phương trình bậc nhất hai ẩn số có công thức nghiệm tổng quát và yêu cầu là điền cái chữ x vào ố đúng hoặc sai trong các khẳng định ở bên dưới này. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra từng khẳng định một. Với khẳng định A, cặp số 2 5 là nghiệm của phương trình 3. Thì để kiểm tra khẳng định này, chúng ta sẽ đi thay x bằng 2 y bằng 5 vào phương trình 3 Tại kiểm tra. Em có là 2 nhân x tức là 2 nhân 2 cộng với 5 nhân y là 5 nhân bên 5. Chúng ta tính toán. Đây là 4 này cộng 25 này bằng 29. Mà trong khi đó vế bên phải này là bằng 7. Như vậy cái này khác số 7. Điều đó chứng tỏ là cái cặp số này không phải là nghiệm của phương trình 3. Tức là cái khẳng định A này là khẳng định sai. Chúng ta đánh dấu x vào ô tương ứng. Đến là khẳng định B. Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình. Bây giờ em làm ra nháp vào đây. 2x cộng với 5y bằng 7. Chúng ta suy ra 2x. Cộng 5y ở bên vế phải A à, cộng 5Y ở bên vế trái Ta chuyển vế sang bên vế phải Ta đổi dấu đi thành trừ 5Y Và cộng 7 ở bên vế phải ta đặt xuống Như vậy Nếu như em áp dụng quy tắc chuyển vế Đổi dấu chúng ta sẽ thu được 2X bằng âm 5Y cộng 7 Mà trong khi đó Cái đáp án của cái khẳng định B này Nó là 2X bằng 5Y trừ 7 Em thấy rõ ràng là khác nhau Ở đây là 5 Còn đây là âm 5 Chỗ này là âm 7 trong khi đó ta làm đây là dương 7 Như vậy khẳng định B Cũng là khẳng định sai Ta đánh dấu bên này Đến đây khẳng định C Giá trị của hiệu A trừ B Bằng 3 Tức là em phải đi em tìm ra xem A bằng mấy B bằng mấy Thì bây giờ em sẽ nhìn vào đây Nhìn về chỗ này để bài cho này Y bằng AX cộng B Chúng ta phải biến đổi về cái dạng đấy Đề bài cho chúng ta là 2x cộng với 5y bằng 7. Chúng ta biến đổi. Bên vế trái chúng ta giữ lại 5y. Chuyển 2x sang bên vế phải thành trừ 2x cộng 7. Bây giờ để biểu diễn y theo x chúng ta chia hai vế cho số 5 để cho nó mất cái số 5 ở đây đi. Như vậy ta được ở đây là âm 2 phần 5. Đây là 7 phần 5. Đấy và đề bài nó cho chúng ta là y bằng ax cộng b. Em viết thẳng cột như thế này. Thì đối chiếu tương ứng em thấy là a. Nó chính là số âm 2 phần 5. Còn b chính là số 7 phần 5. Mà đề bài lại yêu cầu chúng ta là tính cái giá trị của hiệu a chữ b. Vậy em lấy a chữ b. a chữ b em thay vào. a là âm 2 phần 5. b là 7 phần 5. Như vậy em tính ra nó bằng âm 9 phần 5. Mà trong khi đó ở đây để bài nói là bằng 3. Rồi như vậy là không đúng. À, rồi bây giờ thì cái khẳng định C này vẫn là khẳng định sai. Ta đánh dấu bên này. Đến khẳng định D. Giá trị của tích A nhân B bằng âm 5,6. Ta kiểm tra xem. A nhân B. A là bằng âm 2 phần 5. Còn B là bằng 7 phần 5. Như vậy ta được là âm 14 phần 25. Cái phần số này em đổi ra số tập phân. Chúng ta được đáp số là âm 0,56. Âm 0,56. Mà trong khi đó, đáp án này là âm 5,6. Rồi như vậy chứng tỏ là khẳng định D cũng là khẳng định sai. Ta đánh dấu vào đây.